Chào anh em nhé. Hôm nay mình lại đến nhà của em Nam để xem cái dàn lan các bạn này. Em ấy đang hạ cái dàn ở tầng 2 xuống tầng 1 các bạn nhé. Do là thời tiết mùa hè cho nên là nó tương đối nóng các bạn ạ. Ở phía bên ngoài kia là treo hàng phi điệp bình thường, cây bình thường. Còn trên cái dàn này cao khoảng 4 mét nhưng mà bây giờ bạn ấy để xuống sạp rồi anh em nhé. Đây nguyên toàn bộ là Phú Thọ luôn. Bên sạp này là hiển oanh. Đây, cái dây hiển oanh này đẹp chưa? Lên không sót mắt nào luôn. Chỗ đây cũng là che để tránh mưa hay là như nào? Đây cây hồng mỹ nhân. À hồng yên thủy nhỉ. Hồng mỹ nhân 3 mầm gốc. Yên thủy 3 mầm gốc, 4 kỳ thân dễ hết rồi anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Đến hôm nay để quay anh em cái cây hồng yên thủy. Hồng yên nghỉ. Hồng yên thủy này mua lúc nó còn rẻ các bạn nhé. Đây nắng nắng này thấy gió lại mát. Cho nên là cái cây này khoảng 50 sen, 40 sen nhưng mà chỉ có mỗi 2 bông hoa thôi, nhưng ăn lại được 2 cái mầm gốc các bạn nhé. Lúc mua nó chỉ 3-4 triệu thôi. Đấy, không mua vào cái lúc cao cho nên là dù thế nào thì vẫn lãi anh em nhé. Cái này chuẩn thủy mà. Chuẩn yên thủy luôn. Mặt mũi này là chuẩn cái kiểu dáng mũi này. Hồng yên này. Nghỉ. Hôm qua thấy cái lai chim, cái chậu yên thủy 4-5 mét mà nó gắn hoa. Gắn hoa. Kinh điển luôn. Nó gắn hoa cái đáng. Chậu tốt tốt này là Minh Vũ hả em? Năm cánh trắng Minh Vũ các bạn nhé. Đây rất là nhiều những cây quốc dân anh em. Phú Thọ HO hồng yên thủy, cứ như này thôi. Bao giờ Phú Thọ thời điểm bây giờ là mua được rồi anh nhỉ? Mua vào được rồi. Những anh em nào mà giờ mà mua Phú Thọ ngon quá. Bán ra thì đang mềm. Đúng rồi, bán ra mà do là chưa chịu được lãi ngân hàng thì mua được luôn anh em nhé. Của cố là của được luôn. Bởi vì khi mà anh em không chịu được nhiệt ngân hàng thì bán ra thì những người đầu tư lại mua vào. Xong giá nó kích lên thì lại bán ra. Cái bài gọi là Vào ra hợp lý. Không cần biết như thế nào, không cần nhanh chậm, chỉ cần ra vào hợp lý là anh em ngon. Thời điểm này là Phú Thọ xuống ôm lô là xuống là có thể sau dịch là nó giá nó cũng sẽ lên các bạn nhé. Có thể. Đây ở dưới này là cái chỗ mà ươm ki nhỏ các bạn nhé. Hầu hết đây đã nảy mắt rồi anh em ơi. Đấy, nảy hết mắt ki ra dễ. Ki cắt khúc nó ra dễ cực nhanh luôn anh em nhé. Thời điểm này là chốt Phú Thọ HO hồng yên thủy là rất nhiều luôn anh em ạ. Nhiều anh em là tranh thủ cái tình hình lúc cây nó đang xuống là đi ôm tiếp. Đấy. Và có cơ hội để lên những cái nấc thang cao hơn vì chúng ta xác định cái cuộc chơi này nó là cuộc chơi lâu dài anh em nhé. Còn nhiều người nói là Phú Thọ nó giảm giá là nguy cơ là sập nhưng không phải các bạn nhé. Nhiều vườn hàng mấy chục km nhưng mà họ không bán đâu. Ai nhỉ? Nhiều vườn nhiều vườn lắm. Họ vẫn đang số lượng để cung cấp ra thị trường nó chưa nhiều, phải giữ để nuôi đã. Cho nên những cái nhận định về thị trường là chúng ta ở một chỗ cho nên chúng ta giống như con ếch ở trong đáy giếng ấy. Chúng ta không biết được là thị trường nó cần đến như nào mà chúng ta ngồi chúng ta phán. Nhiều anh em vẫn là chưa có Phú Thọ, nhiều anh em chơi lan bình thường. Đấy. Nó giảm giá nhưng mà tôi nói thật những cái năm 2016
Phú Thọ có 130.000 sen anh nghĩ nhỉ. Lúc đấy còn chả có ai mua. Yên Thủy năm 2015, 2016 nó bán có 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Ngay cả năm ngoái bán hơn 3 triệu. Đấy. Bây giờ như nào nó vẫn giảm giá nhưng nó vẫn gấp 3 lần năm ngoái luôn các bạn nhé. Chỉ có HO là về với mức giá trước đó. Giá trước Tết. Cho nên là quá khó và quá sớm để nhận định về tình hình lan trong thời điểm này. Hôm nay tôi quay là ngày 28 tháng 5 năm 2021. Quá sớm để đánh giá về cái sự giảm giá của lan. Nhiều anh em là cứ nhiều anh em không chơi nhưng mà vào là cứ mong cho nó sập. Chuyện viễn tưởng luôn, chưa thể sập được các bạn ơi. Cứ như này thôi, cũng chả bán ra. Rồi, xin chào các bạn.